Đó, còn nữa. Ê, nè. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì bữa nay chuyển qua đi tác ao bắt cá mọi người ơi. Mấy này mấy này ở không kiếm mấy cái hào cạn cạn vậy nè. Nước cá nó rút vô á, tát. Mà cái này là có mấy anh xiệt đi qua đó. Không biết còn lại cái vấn đề gì, còn cái gì nữa không á. À được. Cái gì phụ không? Mò nguyên cái ao có con cá nào vậy? Giờ đắp cái bờ đi. Đắp được như đắp rồi mình tát qua kia nữa. Nay cũng không còn nhiêu nước hết trơn á. Hên suối. Lâu lắm rồi. Hên suối. Giờ tất cả vậy giờ hên suối. Thầy có lương không Trung? Này biết mà thử đi. Mà dễ gì. Mấy ông kia chích điện hết trơn rồi. Chị xuống đây giờ không nhận nghe tiếng lương nút. Dưới ở đây ở dưới đây không hình như không có lương luôn á. Không có lương luôn hả? Đâu có ai đi cắm câu lâu lâu hồi đó chích điện hồi đó cỡ năm số năm gì trước á. Người ta chích điện dính được một hai con đồ. Giờ thôi thua rồi. Giờ chích điện cũng không dính nữa. Trời ơi. Mày thấy cây không ta? Thôi khỏi bắn cây chấm xương xương một chút ta. Bắt cá bận ngực trắng luôn. Cởi áo đi trời. Trời gì mới nổi. Trời mũi cắn chết luôn á. Đây có mũi gì? Đó. Mũi gì mũi gì? Gì đâu? Mũi gì? Có nghe cái gì cái can bệnh nè. Đặt cho mặn ngon vô nha. Chị lớn luôn á. Chị lớn rồi nè. Lớn chứ. Ổn không? Chị thấy gì được rồi đó, được rồi đó. Chưa, nó qua đây thế nào, nó không chảy ngang đây nè. Giờ mình đắp ngang đây nữa. Giờ mình tát được nhiều tát rồi đắp thằng chị bên kia. Không có đường nào hết trơn á. Cá chú dữ lắm nha sư phụ. Cá này mấy cá rô chú dữ lắm á. Chắc này chỉ bắt cá rô với cá sặc thôi chứ bắt gì hết vậy. Hên xui. Không có nói trước được chuyện gì hết. Ủa cái hàng này cũng vậy. Ôi trời ơi, mũi. Cả tỷ con mũi luôn. Nhông. Hỏi chị nhông sao chết vậy? Rồi, đưa thùng đây. Đây, đổ xuống quốc luôn. Căng lắm á nha. Căng nhẹ nhẹ là tắt mạnh chủ đề ra biết chết á. Đuổi về á. Giác hai thùng cá về nha. Rồi. Đúng dữ ta. Trời nó lúng. Xình dữ trời. Đầu lưng thấy mẹ có cá sặc lên nè. Sặc rồi lát nó cạn cái nước mình rút mình bắt cái quay lát cái nước nó cạn nó rút xuống đất rồi mình bắt này. Cái này nó xè quá đầu lưng thấy mẹ rồi. Sao vậy? Này sư phụ yếu dữ vậy ta? Được không? Được được để đây để con. Bị hai cái thùng không biết sao đây. Lấy chị thùng bự nước. Thùng bự tát mới lẻ chứ. Có đâu, cái nhánh cây mà. Sắp cạn rồi mọi người. Trời. Cái hào gì mà xinh. Cái trời lên muốn bệnh nè. Bây giờ tát hai ba quận rồi.
đó, con cá gì chú bụi vậy nè. Kia cũng có chỗ cá chuối nè. Nó không bóng là nước đục đen luôn. Giờ đánh cái sọc. Sẽ bỏ cổ chạy lên người. Kề cái sạch trong trong cái móc nó chảy qua nhảy qua trời. Đuối người luôn mọi người. Rồi bắt coi chứ tắt cũng hết nổi rồi. Đó. Nó còn y xèo đây nè. Rồi xin nó tràn lên tới bụng rồi nè. Coi có gì không? Gai không luôn nha. Trước mắt thấy được cá sặc nè. Cá chê. Ừ. Chị vàng luôn. Luôn. Nghe không? Nhìn ớt luôn. Ừ. Hay vậy ta? Cái vô nè. Con. Hay gì ta? Chúng đã kéo rồi. Ở đây đi cũng không nổi rồi. Cái gì? Ở đây đi không nổi luôn rồi. Gai của đây không ạ? Tôi đi ra ngoài. Lỗ xã hội luôn á. Cá rô. Đụng cá rô kinh kinh luôn. Nước không. Cái sạc nhảy tum lum hết chứ. Gì trời. Đi chơi xịt hết rồi nó sặc nó nhỏ không à. Con cá rô cá chê thôi hả? Chưa. Chưa mà hết mà. Cá sạc ăn đỡ quá. Toàn cá sạc không. Cái gì? Ê, có con gì dưới giò nè. Tuốt trên đó nè. Mấy cái đường đất màu nữa chung đó. Cái bự bự. Nãy chưa. Trời ơi nó mập quá nè. Nó
ngập cái mặt đồng nữa. Đụng liền. Đó, mấy lỗ đó ngon chưa? Không có gì. Càng ngon càng không có. Ủa, nó lúng dữ vậy ta. Cái này nhúc nhích không đổi luôn nè. Gì ta? Cũng nhịp giáo chung. Cái thiệu ngon lắm à. Thiệu thấy quẩn quá trời đó. Xì bóng bóng rồi nữa. Trời ơi. Cái này cái rô phải nhiều lắm chứ ta. Nó đi du lịch hết rồi. Cái giò. Cái lóc. Lóc còn lóc cái giò. Không có cái sặc hả? Khổ quá. Kể cái rô kìa. Có cái sặc đi chết luôn á. Cái sặc không chào đời. Cái sặc không có rồi. Cứng nha. Tình căng vậy. Ê. Có. Đâu rồi. Thấy chưa? Đó. Một con trốn với sòng quá luôn. Hên vậy. Kiếm còn con nữa không? Ba luôn. Quá. Con này ốm con đó rồi. Chắc cặp nè. Thường là mùa khô nó còn con hay con. Con này hơi ốm nãy hơn nãy nha. Đau hên vậy.
hay thiệt ha, lóc cuối chú sầm không ha, không leo chảnh. Nó kiếm chỗ sâu sâu nó chuối sườn luôn à. Gỡ vốn rồi đó, giờ không biết làm sao lấy lời ha. Chứ thấy hào đồ thấy quải đó. Căng lắm mày. Đi ngoài này lại thử đây. Nước nó xuống dữ lắm mày. Tị. Đó, con hả trời. Ây da, trời ơi, lúng. Trời ơi, chết mẹ rồi. Việc mù xương giả luôn á. Ây lúng dữ lắm mày. Nước nó hồi lại dữ rồi. Thì có cá lóc này bắt thì bỏ tay nè, trời ơi, nó lúng. Hang cá lóc nãy mà ra ngoài đây là coi như thua. Thua rồi. Trời ơi. Không, tắt điện thôi, cá lóc nó hay xuống sông chú lắm. Cá rô rồi nữa nè. Trời ơi, nổi. Rồi, khúc này hết bắt được rồi. Khúc này hết được, rất nổi vậy. Kiếm được con cá lóc nào, nó chuối nữa không? Con... dính đây luôn rồi, giờ lên tới tới ngực luôn rồi chứ không phải tới dúng nữa. Nước lại ứ lại quá trời. Ờ hết rồi Trung ơi, được rồi. Không phải là nước hồi lại lúng rồi nè. Hết tới đường gấp mọi rồi. Quá lúng luôn. Hơn gần Amazon nữa. Nguyên một cái hào lớn giờ còn có cái phỉnh nhỏ xíu rồi nha mọi người. Con mỏi sầm được cái nào nữa không? Cái đường nước màu chảy ra. Cái này khoảng chừng nửa tiếng nữa chắc nước nó hồi lại đầy luôn á. Đầy. Kìa, chảnh nó cạn queo chưa kìa. Thì sao? Vậy chứ sao? Rồi tiếp đi. Kiếm thêm. Ngồi sầm nữa rồi con lóc nhỏ ém không? Chứ nước nó hồi lại y cũ mà nó rồi. Nó thấy đường rất ngồi thiệt. Trời ơi, trời hết hồn hết dưới rồi. Tưởng vô kiểu thơm nữa. Á làm giật mồng. Chạy xuống rồi. Còn cái sạch không à, không có cái gì hết trơn. Cái vô dễ gì chui đây. Gì vậy? Quá vậy, sạch luôn. Tát đâu mà lên dưới thằng ôn. Trời ơi, đây cục nè.
thôi bị chết nghiệp. Đây quá trời nè. Lên đâu đây trời. Tát nó vô cái thùng nữa. Mày ở dưới im chuyện nè. Cá này dễ bắt nhiều hơn ở dưới. Bà mẹ nó. Bắt cá đây dễ hơn ở dưới nữa. Nè lên trên đây con đóng này nè. Đây còn à. Mà nó núp hay quá. Đó là núp đâu. Nằm sát dưới mé. Còn nhí đi chơi rồi xong luôn. Chia tay sớm luôn. Trời ngáy bầu. Ngáy bầu nè. Rồi nó lóc không dưới một cái ha. Là quỳ lại luôn. Kẹo mấy cái rô lóc kìa. Mắc mấy cái sạc thả lại. Nó lóc không dưới một cái là chết luôn. Đã cuộc đời bắt được con cá chê. Con cá chê vàng mới chịu ha. Cái rô. Bây giờ mà kiếm cá chi phi hơi khó á. Cá chi phi mà khó gì? Ở đâu có nữa. Cá chi phi gần Hà. Ở đâu? Cá chi vàng không có chứ cá chi phi. Được má rồi. Hàng cá lóc. Con này nó ốm mà cá đực, cái này cá đực chắc luôn á. Chứ còn gì nữa. Nè, cái rô nè. Mùa mưa tới đã đẻ hay nè, con này cái cái này cái bụng chẳng băng nè, nè nè nè. Có nè. Mập ha. Ừ, con. Ốm ngọng ốm bây giờ á. Chừng bữa tới mùa mưa nhấp dịch đồ. Đi. Cái hồng nước hồi là y chang luôn. Thôi. Về. Được hai con này về, nấu cháo rồi. Hết nó nổi ha. Hết nó nổi rồi. Đây, hết rồi. Rồi. Thôi chào tạm biệt mọi người luôn. Giờ đi về tắm rửa quá trời luôn rồi.